Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa thượng Phương Trưởng chùa Huệ Nghiêm chứng minh. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về cái vấn đề giải thoát trong đạo Phật ở chùa Thiên Thai. Thiên Thai ngoài Bà Rịa, vị tổ khai sơn ngôi chùa đó là Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Đăng. Ngài là vị đạo sư rất nổi tiếng. Những kinh sách của Ngài diễn dịch, những cái pháp thoại mà Ngài truyền dạy, đến ngày nay những cái bản văn đó vẫn còn lưu hành, nhất là cái bản kinh Vu Lan đó. Hầu như người miền Nam ai cũng đồng tụng, và nhất là các Phật tử thì kinh Vu Lan ai cũng thuộc. Và cho đến ngày nay dù chúng ta đọc tụng tiếp xúc rất nhiều những cái bản kinh văn khác, những cái tác giả dịch thuật rất nhiều, nhưng mà vẫn người ta vẫn quen và đọc bản kinh của Ngài Huệ Đăng. Thì tôi được đọc một cái câu đối mà chính Tổ Huệ Đăng Ngài đã định nghĩa cái danh từ giải thoát. Hôm nay tôi xin đọc lại câu đó và chúng ta sẽ phân tích về cái câu giải thoát này. Ngài viết là: giải trược, giải phiền, giải tận trần lao, quy giác ngạn, thoát danh, thoát lợi, thoát ly vọng tưởng, chứng niết bàn. Quý Phật tử có nghe kịp không? Có nghe rõ không? Tôi đọc lại. Giải trược, giải phiền, giải tận trần lao, quy giác ngạn, thoát danh, thoát lợi, thoát ly vọng tưởng, chứng niết bàn. Chữ giải thoát đó, nếu theo cái nghĩa đen, chữ giải là mở, còn chữ thoát là trút bỏ, là tháo ra. Thoát cái gì và giải cái gì? Chúng ta đã nghe rất nhiều cái danh từ giải thoát được nhắc đi nhắc lại, và trong những cái buổi lễ cầu nguyện chúng ta cũng thấy đề cập đến cái vấn đề này rất nhiều. Cầu cho hương linh được giải thoát, và trong cái sự tu tập hàng ngày mình cũng mong được giải thoát. Nhưng mà mình phải hiểu là cái gì cần phải mở đây, cái gì cần phải trút bỏ. Thì may mắn lắm là Tổ Huệ Đăng có chỉ cho chúng ta cái cần phải giải đó là trược, là phiền,
là trần lao. Và cái mình phải trút bỏ đi là danh, lợi, vọng tưởng. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi mình chỉ hiểu sơ sơ, hiểu qua loa thôi. Cho nên có lúc mình cầu giải thoát, nhưng thực ra mình không có mở, không có chịu trút bỏ, không chịu buông xuống. Cho nên muốn giải thoát mà vẫn bị ràng buộc. Trược là cái gì? Phiền là cái gì? Mà chúng ta cần phải mở nó ra. Trược nói theo cái nghĩa đen của nó là sự vẩn đục, sự nhơ uế. Cái mà vẩn đục, nhơ uế nó làm cho chúng ta bị trói lại, bị buộc lại, bị vướng lại, bị mắc lại mà không tháo ra được. Trong kinh Di Đà có nói đến là ngũ trược. Nó gồm có kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Kiếp trược, chữ kiếp có nghĩa là thời gian, một khoảng thời gian nào đó. Ví dụ như chúng ta có mặt ở đời này, quân bình cái tuổi thọ con người là sống 70 năm. Có nhiều vị sống 100 năm hoặc hơn 100 năm, nhưng số đó rất là hiếm. Còn tính chung chung thì khoảng chừng 70-80 năm là cái một thời gian của kiếp người. Trong kinh có nói đến cái thời gian, thời gian dài thì gọi là đại kiếp, thời gian ngắn gọi là tiểu kiếp. Nếu nói theo cái thời gian trong kinh đó thì cái thời gian đó nhiều lắm. Một Đức Phật thành từ khi phát tâm Bồ Đề tu tập cho đến lúc thành Phật phải trải qua 3 đại A Tăng Kỳ kiếp. A Tăng Kỳ là một cái thuật ngữ để chỉ cho cái thời gian dài, thiệt là dài. Mà trong kinh thường nói là nhiều như số cát sông Hằng, Hằng hà sa kiếp, Hằng hà sa số, Hằng hà sa số kiếp. Tức là cái thời gian nó nhiều, nhiều như cái cát mịn nằm ở hai bên bờ sông Hằng, đếm không hết. Cho nên bất khả toán, bất khả số, bất khả tư nghị, không thể đếm được, không thể đong đo được, không thể tính hết được. Cho nên chữ kiếp dịch là thời phận, tức là một chừng mực thời gian nào đó, tùy theo cái phúc báo của chúng sanh. Chúng ta ở đây 100 năm, nhưng mà tính theo thời gian của chư thiên á, thì mới có một ngày đêm thôi. Trở lại cái thời gian của chúng ta, theo lời Đức Phật dạy á, thì cái thời gian này con người sống khoảng chừng 70 năm. Rồi cứ 100 năm như vậy á, giảm xuống một tuổi. 100 năm giảm xuống một tuổi, giảm 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 cho đến khi nào 10 tuổi là thọ, 10 tuổi là thượng thọ. Cho nên vừa mới sanh em bé ra đó thì đứa bé đó nó sẽ mau biết đi, biết nói, biết chạy, tức là nó phát triển sớm. Cho nên khoảng thôi nôi hay là giáp năm gì là có chú rể bưng trầu cao đến để giảm hỏi rồi. Tại 10 tuổi là thọ. Thì lúc đó đó con người ta
do cái phúc báo nó hết rồi, cho nên cái tuổi thọ nó giảm xuống. Và vì cái chỗ tạo tác thọ nghiệp khổ đau, cho nên sẽ có cái nạn đau binh xảy ra, nạn đói khát xảy ra, cái nhà nạn tật dịch xảy ra. Và vì khổ quá đó, cho nên con người ta mới tìm đến cái phương hướng thoát khổ, bắt đầu phát tâm tu tập, làm thiện, tu tập. Nhờ cái công đức tu tập đó, cho nên bắt đầu cái tuổi thọ tăng lên, cứ 100 năm thì tăng lên một tuổi. Và cứ tăng như vậy cho đến lúc mà con người tuổi thọ là 84.000 tuổi. Rồi khi sướng quá lại quên tu, tạo nghiệp. Và vì vậy cho nên tạo nghiệp mới tổn phước, lại giảm 100 năm, giảm xuống một tuổi, giảm cho đến lúc con người thọ 80.000 tuổi. Lúc đó Đức Di Lặc mới ra đời. Cho nên một lần tăng, một lần giảm là một kiếp. Bốn cái tiểu kiếp như vậy á, cộng lại thành một trung kiếp. Bốn cái trung kiếp thành một đại kiếp. Mà Đức Phật, mà một vị mà phát tâm Bồ Đề tu tập, ví dụ như chúng ta đi, bây giờ mình phát tâm Bồ Đề tu tập ngay giờ phút này, mà tu cho miên mật nha, lúc nào cũng tu chứ không có mà bỏ, thì phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu sự nghiệp gia ngộ. Các vị nào làm toán giỏi tính đi, bây giờ thấy có nhiều thần đồng làm toán, có nhiều em bé nó tính nhẩm hay lắm. Cái đó thì tôi xin chịu. Nói như vậy để trở lại cái kiếp số của con người. Thời gian này là chúng ta có thể 70 năm. Lấy cái số thông số chung của 70 năm là một kiếp người. Nhưng mà có những cái dự tính, có những cái chương trình của chúng ta làm không kịp. Tới thời gian so với những cái chương trình của mình, những cái tính toán của mình nó quá ngắn, cho nên mình không thực hiện được, không thực hiện được những cái chương trình mà mình đã lập trình. Cho nên cái thời gian ngắn ngủi mà mình không thực hiện được á, cái đó gọi là trượt. Nó làm cho cái sự tu tập của chúng ta đó không rồi. Chúng ta hẹn, thưa bây giờ mấy nhỏ con nó còn ngây thơ lắm, quy y nhưng mà còn hẹn. Mai mốt nó lớn, nó tự đi học được á, thì con mới có thời gian đi chùa. Chủ nhật nó cũng phải đi học thêm, cho nên con phải đưa nó. Con cũng không có thời gian đến để sinh hoạt với đạo tràng, cũng không có thời gian để mà lại Phật tụng kinh nữa. Cứ hẹn, đùng một cái bị tai biến, đùng một cái bị một cái sự cố như là xảy đến, cho nên cũng không tu tập được. Mình nghĩ rằng thời gian nó chờ mình, nhưng thật ra thời bất đãi nhân, thời gian không chờ. Nãy hòa thượng mới hỏi tôi, năm nay thầy nhiêu rồi? Tôi nói, thưa con 3 năm nữa ăn lục tuần. Wow, mới đó mà lớn tuổi rồi, mà già rồi, già. Nhớ hồi nào trời mưa còn nhảy ra tắm mưa, xách nước đổ vô khạp rồi còn chạy ngoài sân. Hồi nhỏ tôi thích tắm mưa lắm. Ở thành phố nhỏ lớn đâu có sông rạch để đi lội như các bạn trẻ ngày nay đi vô hồ bơi đâu. Tôi cũng không biết lội nữa, cho nên chỉ mong trời mưa đó là được ra tắm mưa.
rồi làm gì? Mấy cái sân lá xi măng nó trượt lên trượt xuống ở dưới nước. Nhưng mà bây giờ chớp mắt một cái già rồi, giờ trời mưa thấy thích lắm mà cũng không dám tắm mưa nữa. Thấy, chúng ta thấy thời gian nó đi ra rất là mau. Thành ra ngay cái lúc chúng ta còn khỏe, còn có cơ hội phải tu tập. Mình tập dành một ngày, một giờ nào đó trong ngày cho riêng mình. Được hết á. Nhưng nhiều khi mình có hay đổ thừa lắm. Bận cái này, bận cái kia, thôi để mơi. Có mơi không? Mai không có đâu. Để chiều, không biết có chiều được không đó. Cho nên cái thời gian ngắn ngủi mình không có thực hiện được cái gì cả. Vì vậy mình ý thức được cái thời gian ở thế giới này nó vẫn đục. Do cái nghiệp lực của mình mà mình phải đến thế giới này để mình bị những cái ô trược của thời gian nó chi phối. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tinh tấn tu tập. Khi mình tu tập, mình tăng thượng cái công đức của mình, mình tăng thượng cái phúc báo của mình rồi đó, thì tự nhiên đối với cái công việc của mình, cái thời gian mình thấy hình như nó chậm lại. Các vị thử hôm nào mình buông hết đi, lên trên núi, tắt hết điện thoại, tắt hết cái hệ thống thông tin, nhắn tin gì đó, tắt hết đi. Cứ đi đứng ngồi nằm trong chánh niệm, vào ra cười nói, dáng đoan nghiêm, thì chúng ta thấy ngày nó dài lắm. Điều đó tôi đã trải nghiệm rồi đó. Mấy bữa trong mùa hè có về với chùa tổ ở 2 tuần ở dưới trong cái khóa tu đó. Không phải riêng tôi mà chính mấy em cư sĩ nó cũng nói, sao gì dưới này thấy thời gian dài hơn trên thành phố. Tại vì mình giờ nào việc đó. Mình không có suy nghĩ quá khứ, không có mơ ước tương lai, sống với phút giây hiện tại. Niệm Phật thì chỉ có ý niệm của mình với Phật thôi. Ngoài ra không có cộng thêm một cái nhân vật phụ nào trong đó hết. Trong khi tụng kinh thì chỉ có lời kinh với tiếng niệm của mình vào trong cái nội dung kinh, không nghĩ chuyện gì khác hết. Quét nhà thì chỉ có cây chổi theo sự điều khiển của mình, nó đưa từng nhát chổi để nó trả lại cái sân sạch. Trong cái ý niệm đó, cái việc làm đó, không nghĩ đến chuyện khác, thì chúng ta sẽ thấy thời gian của chúng ta khác. Thì cái trượt đó, đó là cái vẫn đục. Cái thời gian nó ngắn ngủi quá. Cho nên chúng ta tu tập làm thế nào để thoát khỏi những cái mà nó làm cho mình hụt hẫng, những cái làm cho mình khó chịu, những cái làm cho mình bị bất an, bị khổ đau. Cái trượt thứ nhất là kiếp trượt. Thứ hai là kiến trượt. Kiến là gì? Tức là cái thấy sai lầm. Chính cái sai lầm đó gọi là trượt. Cái sai lầm đó nó làm cho cái đầu óc của mình bị vẩn đục, lời nói của mình bị vẩn đục, hành động của mình bị vẩn đục. Cái đó cần phải giải. Nếu phân tích ra đó thì chúng ta thấy nó gồm có cái thân kiến nè, biên kiến nè, tà kiến nè, giới cấm thủ kiến nè, kiến thủ kiến nè. Nói nhiều pháp số quá thì các vị nhiều khi không quen, chỉ giải thích sơ sơ thôi. Thân kiến tức là chúng ta đồng nhất cái thân này với mình là một.
mình cho cái thân này là của mình, phải vậy không? Phải cái thân này là của tôi không? Thì thường người ta thường nói: dạ thưa thầy, tôi nói cho quý vị nghe nha, tôi. Nhưng mà nếu thật ra đó, cái thân này á, nếu là của tôi á, thì tôi sẽ không cho phép nó tóc bạc, không cho phép nó bị nhăn, không cho phép nó già, không cho phép nó bệnh. Của mình thì mình phải làm chủ nó, nhưng mình đâu có làm chủ nó được đâu. Bất chợt sáng soi gương nhìn thấy tóc bạc, buồn 5 phút, rồi cái tìm cách đi nhuộm, nhuộm không khéo đi trời mưa cái thôi nó lem xuống hết. Nếu thân này là của mình thì mình phải làm chủ nó chứ, và nó phải nghe mình chứ. Nhưng thật ra cái thấy đó là vẫn đục, cái thấy lệch lạc, nghĩa là mình đồng nhất cái thân này với ta là một. Cho nên khi cái thân này bệnh và lúc sắp sửa mất á, hốt hoảng lắm, sợ hãi lắm. Tại vì mình nghĩ là cái thân này mất là mình cũng mất luôn, cho nên mình đồng nghĩa đó đó. Vì vậy mình tìm mọi cách mình chống lại, mình phản ứng lại. Thành ra có nhiều người ra đi á, trong cái trạng thái á, bất an, sợ hãi, chống đối. Học Phật để làm gì? Học Phật để chúng ta thấy được rằng cái thân này chỉ là một cái vật chất tổ hợp từ nước, từ lửa, từ gió, từ đất. Đất, nước, lửa, gió nó tổ hợp lại gọi là bốn đại, cùng với năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là cái vật thể sắc, thọ là những cái cảm thọ, tưởng là những cái ý nghĩ, hành động, ý thức phân biệt, nó kết hợp lại thành thân. Khi nào thì mình tạm gọi cái này là cái thân, nhưng mà thật là nó giả có, chứ nó không thật. Bây giờ nếu phân tích ra từng cái thì không có cái nào gọi là ta hết, mà chỉ là nó khi nhân duyên nó hội đủ thì nó hợp lại, nó thành cái thân, mình gọi nó là ta, là tôi. Khi mà mình hiểu được cái thân này là giả hợp, sử dụng nó một lúc nào nó cũ rồi, nó hư rồi thì phải bỏ nó thôi. Và bỏ nó rồi thì cái thức thần mình sẽ tiếp tục để mà nhận một cái tiếp nhận một cái thế giới mới và tiếp nhận một cái giả hợp mới. Cho nên khi nó đến mà mình chấp nhất đó, rồi khi nó đi mình sẽ buồn bã nuối tiếc. Lúc đến thì chè xôi cười hỉ hả, khi đi gà vịt khóc buồn rộn. Cái câu nói mỉa mai: lúc mới sanh em bé đó, thôi nôi thì nào là nấu chè, 12 chén chè, 12 chén xôi cúng bà mụ, phải không? Còn thêm gà, vịt đủ thứ. Rồi khi mất cũng vậy, mất thì cũng cúng bái mần heo, mần vịt, rồi khóc buồn tiễn đưa. Lúc đến chè xôi cười hỉ hả, khi đi gà vịt khóc buồn rầu. Tại vì mình đồng nhất tôi, mình với cái thân này là một, cho nên mình sẽ cảm thấy buồn khổ khó chịu. Cái thấy đó đó, cái chấp đó đó gọi là thân. Thân kiến đó là cái vẫn đục, cái thấy lệch lạc về thân. Thực ra nó không phải là thật có, nó chỉ giả có mà thôi. Học Phật để mình hiểu như vậy. Vì mình hiểu được như vậy cho nên mình lợi dụng trong lúc cái thân này còn trẻ còn khỏe, mình nỗ lực tu tập, mình đem cái vô nghĩa này để mình làm việc có nghĩa, mình gìn giữ, mình tương tiêu nó
Nhưng đến lúc nào nó cũng hư hoại thôi. Cho nên hiểu được cái vẩn đục ở những cái kiến chấp, cái thấy sai lầm về thân, về những cái lệch lạc. Cho nên mình thấy là những cái thấy vẩn đục đó, nó làm cho mình hiểu sai vấn đề, rồi mình đi lệch qua cái hướng khác. Học Phật để mình có cái thấy đúng, có cái tuệ giác để mình thấy đúng nghĩa về cái sự vật. Mình thấy cái thân này có đó, nhưng mà giả có, chứ không thực. Cho nên mình nỗ lực tu tập để mình tìm thấy cái pháp thân. Cái thân mà gọi là pháp đó, tại vì nó lấy pháp giới làm thân, cái đó thì nó vĩnh cửu, nó tồn tại. Chứ cái giả thân này nó không có bền. Cho nên khi bỏ được cái vẩn đục của kiến đó rồi á, của cái tà kiến đó rồi, thì mình sẽ có được cái chánh kiến, tức là nhìn sự vật, thấy được cái thực tướng của sự vật, thấy được sự vật, thuộc tính của sự vật đúng nghĩa, nó đang là gì, nó đang làm gì, thì mình thấy đúng nghĩa. Khi mình thấy đúng thì mình không còn bị cái vẩn đục nó làm cho mình khổ đau. Đó có nghĩa là mình đã thoát được cái trược bởi tà kiến. Phiền não, phiền não là những cái nó làm cho mình bị vẩn đục. Cái gì làm cho mình vẩn đục? Làm cho thân mình nhọc mệt, cho tâm mình bị bực dọc, cái đó là phiền não. Các vị cứ nhẩm lại coi cái gì làm cho thân mình phiền. Nhiều khi mình bị cái danh làm cho thân mình phiền, vì thích tiếng khen thôi. Trời, khen có tiếng mà mần chết mần sống vậy đó. Trời ơi, công việc này mà giao cho con đó nghe, ta biết không ai làm qua mi hết á, chỉ con làm mới được thôi. Nghe ông thầy khen vậy thôi, mừng chết mừng sống, bỏ cơm bỏ nước, không ăn không ngủ luôn, cũng bị cái tiếng khen đó. Cho nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, con người ta vì tìm cầu cái tiếng khen, vì ưa thích cái lời khen, và vì muốn cho mọi người biết đến cái danh của mình, cái tiếng của mình, thì kẻ đó rất là tội nghiệp. Giống như người đốt hương, đốt hương mà muốn cho cái mùi hương á nó bay sang nhà hàng xóm ngửi được, thì hương mà nếu mà chánh hiệu trầm hương á cũng có thể bay được. Nhưng khi mà nó bay tới nhà kế bên mà mùi thơm qua tới bên đó rồi, thì cái lò hương đây, hương nó tàn rồi. Đến lúc mà người ta biết được mình á, thì kiểm tra lại thôi, mắt mờ rồi, tai loãng rồi, sắp sửa lên bình hương hòa. Cho nên chạy theo cái danh, cái tiếng. Nhiều khi bị cái tiếng đó, nó làm cho cái thân mình, nó làm cho bị vì phiền não, mà mình không biết, làm cái thân bị nhọc mệt. Rồi đến chừng mình làm xong rồi, cái có ai chê cái nữa, cái mình bực dọc. Những cái tương tự như vậy, nó làm cho thân nhọc mệt, tâm bị bức rứt. Cái đó là phiền não, mà phiền não là cái vẩn đục. Cho nên tu tập hàng ngày, quý Phật tử phải để ý, mình luôn luôn phải kiểm soát thân tâm mình, làm sao đừng để phiền não phát sinh. Không phải chỉ trong lúc mình tụng kinh, không phải trong lúc mình nghe pháp, mà ngay cả những công việc ở nhà, quét nhà, giặt đồ, cho đến những công việc đưa con đi học, chợ búa, tất cả những việc làm đó, chúng ta làm thế nào để mà ứng dụng cái sự tu tập vào trong những công việc đó. Những công việc đó đừng để phiền não phát sinh,
Như vậy là trong khi mình đưa con đi học, trong thời gian mình chăm sóc con cái, ăn sáng xong cho nó đi học, đưa nó đến trường, trong khoảng thời gian đó mình làm với cái tâm thanh tịnh, có tuệ giác để chăm sóc con cái, thì những cái việc làm đó nó đồng nghĩa với cái thời công phu sáng của mình. Tại vì mình có công phu sáng 1 tiếng đồng hồ đi, hay 2 tiếng đi nữa, thì mình vẫn còn tới 22 tiếng. 22 tiếng trong ngày đó mình làm cái gì? Đâu thể ngồi mãi trên chánh điện, trên bàn thờ 22 tiếng. Đức Phật mới ngồi đủ 48 tiếng. Thành tượng mới ngồi mãi được, chứ mình không ngồi được đâu. Ngồi chút cũng phải trở, phải sửa, không thôi nó tê chân, nó mỏi. Vậy thì còn 22 tiếng đó làm gì? Nếu mình để những cái việc khác linh tinh nó làm phiền não, thì cái phiền não, cái vọng động nó nhiều quá, mà cái sự tu tập có 1-2 tiếng đồng hồ nó ít quá, làm sao cái động nó trị được? Đương nhiên cái tịnh không trị được rồi, thì cái động nó phải trị. Vì vậy tuy rằng có tu nhưng mà không thu hoạch được cái gì cả. Thế nên cái phiền não nó luôn luôn nó sanh khởi, nó len lỏi không biết ở chỗ nào. Nhiều khi ở trong cái không gian này nè, cái chỗ yên tĩnh, ở trong cái cảnh yên tĩnh, đạo tràng yên tĩnh, mà tự nhiên sanh phiền não. Ở trong cái cảnh bồ đề mà tự nhiên thấy không thanh tịnh. Ở trong cảnh giải thoát mà tự sanh ràng buộc, là nghĩa ở đó. Thế cho nên phiền não là cái mà chúng ta cần phải tháo gỡ nó, giải nó đi, mở nó ra. Chúng sanh trượt, cái tội lỗi, cái lỗi lầm của con người là trượt, là vẫn đục. Lẽ ra con người phải sống với nhân nghĩa, phải sống với cái đạo đức, nhưng mà con người lại bất hiếu, bất mục, bất kính, bất nghĩa, bất trung, gian dối, lường gạt, tráo trở. Những cái đó gọi là vận đục. Nó làm cho con người bị thấp hèn, bị xấu xa, bị đọa lạc, bị khổ đau. Mình tu tập để làm gì? Mà tại sao những cái sự gian dối, cái sự lường gạt nó vẫn hiện hành? Tụng kinh để đối trị, mà tụng kinh không đối trị được, cho nên những cái gian dối này nó làm cho chúng sanh bị vẩn đục. Mà vẩn đục rồi cho nên không thấy được chân lý. Mở kinh dược sư ra không thấy cái gì là thuốc hết. Mà lẽ ra tụng kinh dược sư là mình phải có khả năng chế tác ra thuốc. Lời nói, hành động và ý nghĩ của mình phải là thuốc. Nhưng vì cái lỗi lầm của mình, mình không từ bỏ, mình vẫn cứ tái diễn hoài, cho nên nó làm cho mình bị vẩn đục, và mình biến lời nói của mình thành thuốc, mà thuốc độc, thành độc dược, chứ không phải là thành thuốc tốt để trị liệu. Mạng trược, mạng trược tức là cái mạng sống ngắn ngủi quá, mình cứ đi lòng vòng, không tìm được bến bờ. Cái ngắn ngủi đó, hồi nãy nói về kiếp là cái thời gian ngắn ngủi, bây giờ nói về cái mạng cũng ngắn ngủi. Cái ngắn ngủi đó cho nên nó làm cho vẫn đục. Vì vậy mà người ta cầu sinh về thế giới tịnh độ của chư Phật, để họ được cái thọ mạng vô cùng, cái thọ mạng đồng với pháp thân, cho nên gọi là vô lượng thọ. Vì vậy
giải trượt, tức là mình phải bỏ đi, phải mở ra, mở những cái ô trọc á, những cái vẩn đục á, ở trong cuộc sống của mình, ở lời nói, ở hành động, ở ý nghĩ. Khi con người của mình chuyển hóa được rồi á, thì con người chuyển hóa luôn được hoàn cảnh, thời gian, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Cho nên chúng sanh mà không còn trượt nữa rồi á, thì nó trở thành thanh. Mà cái con người biết sống với đạo đức nhân nghĩa thì tự nhiên có khả năng chuyển hóa được phiền não trượt, chuyển hóa được mạng trượt, chuyển hóa được cái kiến trượt, và chuyển hóa luôn cái hoàn cảnh thời gian là kiếp trượt. Trong tu tập hàng ngày, mình đem cái sự thành thật tu tập, gọi là thật tu thật học, thì mình sẽ có khả năng thấy được là hiện tại mình đang giải trượt, tức là mình đang tháo gỡ những cái vẩn đục đó, nó ra khỏi con người của mình. Giải trượt thì giải phiền đó, mình tháo gỡ những cái phiền não, đừng để phiền não nó phát sinh. Họ nói vậy mình giận lắm, họ chê mình giận lắm, họ nói xấu mình giận lắm, nhưng nhiều khi đó là thử thách, hoặc là đó là một cái cơ hội để mình quán chiếu coi cái công phu tu tập của mình có nhiều đạo lực hay không. Mình quán chiếu, ví dụ người ta mắng mình, ta chửi mình mà mình biết rằng mình bị oan, cho nên mình gặp có dịp mình muốn nói lại, nhưng mà sau khi lại Phật, sau khi tụng kinh xong thì mình không còn muốn nói nữa, tại vì mình hiểu cái người đó có thể họ khổ hơn mình, ở cái hoàn cảnh bị áp bức, bị bỏ rơi, cho nên họ khổ đau và họ luôn luôn sẵn sàng phản ứng đối phó. Nếu mình vô phước, mình cũng ở trong một gia đình như vậy, ở hoàn cảnh như vậy, thì thế nào mình cũng sẽ có cái cá tính đó. Mình hiểu được, mình nghĩ đến đó tự nhiên mình thương họ hơn, cho nên mình sẽ thoát được những cái phiền não, không còn bị những cái linh tinh nó làm giận bực. Cho nên cái phương pháp mà muốn đối trị với cái giận bực phiền não á, không gì hơn là mình phát huy cái tâm từ. Cho nên cái tâm từ bi lớn mạnh chừng nào thì nó đối trị được những cái giận bực phiền não chừng ấy. Tùy cái cách hành xử của mình với người khác như thế nào đó, thì đó là biểu hiện được cái thước đo, cái lòng từ, cái tâm từ bi của mình đối với mọi cảnh chung quanh. Hành động của mình là cái thước đo. Đức Khổng Tử, Ngài có nói ở trong sách Luận Ngữ, Ngài nói là: phú dữ quý thị nhân chi sở dục, bất dĩ kỳ đạo đắc chi bất xử giả, bần dữ tiện thị nhân chi sở ố, bất dĩ kỳ đạo đắc chi bất khử giả. Giàu với sang, danh lợi giàu sang là cái ai cũng muốn hết, cái tâm lý chung, ai cũng muốn mình được khen, ai cũng muốn mình được sướng, ai cũng muốn mình được giàu, ai cũng muốn mình được sang. Phú dữ quý thị nhân chi sở dục, ai cũng muốn cái giàu sang, cái danh tiếng đó. Nhưng cái giàu sang, cái danh tiếng đó nó không từ đạo đức mà có, thì ta không ở, ta không nhận nó. Lời Đức Thánh Khổng dạy: còn nghèo hèn,
kém là cái điều mà ai cũng không muốn. Nhưng nếu không từ đạo đức để mà bỏ nó thì ta cũng không bỏ. Như vậy người quân tử mà bỏ cái sự tu tập, bỏ cái điều tu tập để đạt được cái nhân đức thì không bao giờ thành danh. Cho nên nói với cái danh á, nhiều khi chúng ta không có từ cái tu tập mà có, thì cái đó nó chỉ đưa đến khổ đau, đưa đến phiền não. Người tu phải để ý mấy cái đó, phải tháo ra, phải mở ra, giải trượt, giải phiền, giải tận trần lao. Trần lao là những cái bụi trần. Những chữ trần đó có nghĩa là bụi. Chữ trần mình gọi là trần gian, thì chữ trần đó là bụi. Những cái bụi bặm phiền não, những cái bụi bặm của danh lợi, nó làm cho mình bị nhọc nhằn, gọi là trần lao. Mấy cái đó mình cũng phải mở luôn, phải giải. Giải tận trần lao mới quy giác ngạn. Giác ngạn là ở đâu? Là bờ bên kia. Bờ bên kia sông Sài Gòn. Phải vậy không? Không phải. Đức Phật nói bên đây, bên đây thử ngạn là thế giới ta bà khổ đau, bên kia bỉ ngạn là thế giới tịnh độ an vui, ở giữa là trung lưu, giữa dòng. Mượn cái dòng sông sanh tử của kiếp người, lấy hai bên bờ, bờ sông để thí dụ đến cái thế giới ô trọc, vẫn đục, phiền não. Bờ bên kia để ví dụ cho cái bến bờ giải thoát an vui. Cho nên chỉ cần chúng ta giải, giải trượt, giải phiền, giải tận, tức là mở hết, buông hết, tháo gỡ hết, bỏ xuống hết những cái nhọc nhằn của bụi trần, của kiếp bụi, thì chúng ta sẽ đến được bỉ ngạn, quy giác ngạn, quy bỉ ngạn, đến được bờ bên kia. Đó là một cách nói thôi. Có thể trong một ý niệm này, ý niệm trước là bờ mê, ý niệm sau là bến giác. Hành động trước là phiền não, hành động sau là giải thoát. Cái câu đối lại thoát danh thoát lợi cũng vậy đó. Khi nào mà mình trút bỏ được cái tâm mong cầu danh tiếng, đeo đuổi theo những cái danh tiếng. Tôi nói danh tiếng ở đây là những cái nó không thực. Mình không có tu gì hết á mà người ta nói trời ơi, hôm nay tôi thấy mặt chị sáng quá, chắc chị trì kinh nhiều lắm hả? Không dám trả lời, nhưng mà khoái. Nhưng mà bữa nào bất chợt ta thấy không đúng nghĩa như vậy, tự nhiên mình bị cái tiếng đó làm cho mình xấu hổ. Cho nên người ta khen mình á, mình phải tạm quý, quán chiếu coi mình có cái điều gì để mà ta khen không. Nếu không có là xấu hổ lắm. Phải cố gắng nỗ lực tu tập. Vì vậy đừng trụ ở tiếng khen, thì mai mốt người ta chê mình, mình cũng không có bị cái tiếng chê đó. Mà trái lại mình được người ta chê á, thì đó là người ta sách tấn mình đó. Bất chợt người ta chê mình thì mình cũng A Di Đà Phật, lắng nghe, rồi mình quán chiếu mình có cái điều đó hay không. Nếu có thì mình sửa ngay, còn không có thì nhắc nhở, đừng dẫm, đừng đi theo con đường đó. Cho nên hữu xạ tự nhiên hương. Nếu mình tu tập giỏi, mình có những cái phẩm hạnh tốt, thì tự nhiên người ta quý mến mình, ai cũng muốn thân cận mình. Thì cái quý mến, cái thân cận, cái ca ngợi đó là tất nhiên.
Nhưng mà mình đừng trụ vào đó. Vậy mục đích của mình tu không phải để được khen là người Phật tử giỏi. Mình còn muốn thành Phật nữa kia. Không phải dừng lại đó đâu, phải không? Cho nên ta thương ghét kệ anh ta, chê khen kệ anh ta, thì mình không trụ vào danh. Cho nên mình không trụ vào danh, cho nên danh á nó không có lôi mình. Mình không hám lợi, lợi nó không nhận chìm mình. Người tu thì chỉ bị ba cái vụ đó thôi mà nó làm hư hỏng cuộc đời tu tập của mình. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải ý thức. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy mấy thầy, những người xuất gia đó, mỗi ngày mấy ông phải rờ đầu mấy ông. Các thầy hãy lấy tay rờ trên đầu mình để biết mình là thầy tu, chứ không phải là diễn viên điện ảnh. Diễn viên điện ảnh bây giờ nó cũng cạo đầu nữa, nhưng để ý cho kỹ nó có chấn bát. Nó cạo đầu mà nó còn có chấn bát thì biết anh đó là cư sĩ, là diễn viên, là nghệ sĩ gì đó. Còn cạo mà không có chấn thì là thầy tu. Mà mỗi ngày mình rờ đầu mình chi, để mình biết mình là thầy tu. Và mình nhìn lại coi những việc làm, lời nói, hành động ý mình phải phù hợp với thầy tu. Đó là một cái thắng. Vậy là siết ga chứ hả? Vậy mới là thắng. Đó là cái thắng để mình biết dừng lại. Sống trong cõi đời này biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu cạm bẫy. Hay nói một cách nào đó, tu giỏi chừng nào bị khảo nhiều chừng đấy. Tại mình xưng mình là quán quân về cái bộ môn gì đó, thì thế nào sẽ có cái người họ đến họ thử tài mình. Nói như vậy không có nghĩa là quý Phật tử nói thôi vậy thôi, thầy nói vậy tụi tôi tu lại rai thôi. Không, đừng có nản, phải nỗ lực tinh tấn. Vì mình không có ham danh, không có hám lợi, cho nên cái khảo đảo nó không hại được mình. Sợ là mình trụ vào đó đó thì cái đó nó sẽ làm nặng trĩu cuộc đời mình đó, làm hư hỏng. Nên thoát danh, thoát lợi, thoát ly vọng tưởng. Vọng tưởng tức là những cái ý nghĩ điên đảo, những cái tư tưởng điên đảo, nó tráo trở, nó lật ngược, nó thấy sai hết. Mình nghĩ rằng là mình phải có một cái số vốn đó thì mình mới hạnh phúc, mới thành công. Có một cái địa vị đó mình mới hạnh phúc, mới an vui. Nhưng thật ra không phải như vậy. Có nhiều người đang ở địa vị đó, đang ở trên cái địa vị đó nữa, nhưng người ta vẫn khổ đau như thường, vẫn bất an như thường. Cho nên những cái vọng tưởng, những cái ý nghĩ điên đảo về là phải có một cái chức vụ đó, có một cái số tiền đó, có một cái tiếng khen đó mới hạnh phúc, không phải. Hạnh phúc là cái giây phút hiện tại mình đang tiếp xúc với một cái vấn đề gì đó bằng những cái tâm, cái cảm xúc hỷ và lạc, trong đó không cần phải cộng thêm một cái gì cả. Không cần phải cộng thêm một cái số tiền, hay một cái địa vị, hay một cái tiếng khen, hay một cái gì khác bên ngoài, là hạnh phúc. Khi mình biết buông xuống, bỏ đi, tháo ra, thì mình sẽ có được những cái thảnh thơi, những cái thên thang, những cái an lạc. Thế cho nên trong cái cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn luôn bị ngũ dục, tài, sắc,
danh, thực và thủy, nó làm cho mình không thoát ra được, nó làm cho mình bị nặng trĩu ở đôi vai, bị mỏi mệt ở cái đôi mắt, bị trì trệ ở bước chân. Cho nên phải biết buông ra, phải biết buông. Tôi vừa đọc một bài báo nói là buông chứ không phải bỏ, cái đó là chiếc tự chơi thôi. Bỏ đây mình đừng động hiểu là mình đem cái đồng hồ này mình quăng đi, không phải vậy. Nhưng mà để đồng hồ ở đây để mình theo dõi, biết giờ giấc, nhưng mà đừng có chấp nó, đừng để nó trói mình, đừng để nó buộc mình, đó là mình buông bỏ. Chứ bỏ thôi thầy nói vậy cho hết, đem gì cũng cho hết á, rồi chập muốn đi chợ không có xe đạp đi, phải không? Thế nên cái buông bỏ nó là một cái từ nó nhịp nhàng với nhau nó thôi. Giải thoát tức là tháo gỡ, mở ra. Có một cái chuyện vui, xin phép quý Phật tử tôi nói câu chuyện vui, mà chuyện này là chuyện thật. Tôi đi chẩn tế cái chùa gì ở trên ngã ba đường này. Ngã ba đường ở chỗ ngã tư ga đi lên tới ngã ba đường, quẹo vô có cái chùa đó. Thì khi đến các Phật tử đứng làm hàng rào để chào đón, trang nghiêm lắm. Thầy sứ ngôn viên, tôi không biết tên gì, chúng tôi nhận thấy thầy chủ sám và ban kinh sư đã quang lâm, xin ban chung cổ trỗi chuông trống Bát Nhã để cung nghinh phái đoàn. Quý Phật tử chắp tay trang nghiêm để chào đón, đi gần họ mọi người niệm Phật rần rần vậy. Tôi đi tôi bước cũng không được, mình sợ. Đi vô tới nơi rồi ngồi trong. Giờ phút này quý thầy đã vào trong khách đường giải lao. Quý Phật tử chúng ta có thể thoát y vài phút, thoát y vài phút để thoải mái trong khi chờ đợi quý thầy làm lễ. Thoát y rất là tháo cái áo tràng đó. Mấy thầy biểu Phật tử tháo cái áo tràng ra để ngồi nghỉ chút, nóng quá. Nhưng mà dùng cái từ như vậy á, nó động ở cái nghĩa kia, không được. Thì chúng ta khi nói đến giải thoát á, tức là mở ra và trút xuống. Nó không phải là vật thể thôi, mà nó còn là phi vật thể. Cái tư tưởng bị kẹt vào cái tư tưởng đó, nó làm cho mình khổ, không thấy được vấn đề. Cho nên bây giờ mình phải buông bỏ cái tư tưởng đó đi. Cái đó là giải thoát từ cái tư tưởng, từ cái tập quán cho đến những giáo điều nữa. Chúng ta nhiều khi bị kẹt vào những cái giới cấm thủ, cái giáo điều, mình nghĩ là phải như vậy mới được. Nhiều khi mình bị những cái hình thức của nghi lễ, nó làm cho mình mất tự do, nó làm cho mình khổ đau. Thì cái đó là những cái cần phải tháo ra, cần phải trút bỏ đi. Thật ra vì mình hay bếp xếp, hay nói nhiều, cho nên nói nhiều thì sao? Đa ngôn đa quá. Nói nhiều thì nhiều khi không kiểm soát được lời nói, có lúc mình để lại cái hậu quả khổ đau bất an. Cho nên các tổ dạy tịnh khẩu nghiệp cho ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Tu rị là gì? Tu mà phải ép sát khổ hạnh, tu gắt của kiệu, gọi là có phải là tu rị không? Không, cái này là cái phiên âm từ cái phạn ngữ thôi. Cái chân ngôn ấy, này có khả năng giúp cho mình sẽ làm chủ được cái lời nói của mình. Lời nói như thế nào
để cho khẩu nghiệp thanh tịnh. Khi khẩu nghiệp thanh tịnh rồi thì lời nói mình là tịnh khẩu nghiệp, là chơn ngôn tịnh khẩu. Lúc đó không cần đọc tịnh khẩu nữa, nhưng còn bếp xếp, còn nói chuyện thì tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp, tịnh tam nghiệp. Đó, tu tập là mình phải luôn luôn ý thức trong giờ phút hiện tại, lời nói, hành động và ý nghĩ của mình, đừng để lại hậu quả nó trói lại mình, nó buộc mình, nó làm mình vướng bận ở trong những cái phiền não, giận bực, thị phi đó. Trong mỗi giờ mỗi phút chúng ta ý thức được như vậy, đó là mình đang giải kết, giải kết. Câu này ở đâu ha? Quý Phật tử nhớ ở đâu không? Giải kết, giải kết, giải oan kết nằm ở đâu? Nằm ở phần sau, cái phần hồi hướng của Kinh Dược Sư. Mà giải kết là gì? Giải là mở, kết là buộc. Hay nói một cách này, mở gút, mở gút. Mở những cái gút mắc đó, nhiều đời nhiều kiếp. Mở những cái gút mắc oán thù. Mình đối trước Phật mình nói giải kết, giải kết, giải oan kết. Con nguyện mở gút mắc, mở gút mắc, mở hết những gút mắc oán thù từ xưa đến nay. Miệng thì đọc lào lào vậy đó, nhưng mà khi bước ra khỏi, bước ra khỏi cái lời kinh đó rồi là buộc lại, buộc lại, buộc đủ thứ buộc, thì làm sao giải thoát được? Không thể nào giải thoát được. Đó là cái câu mà mình phải quán chiếu, phải quán chiếu. Cho nên tất cả những kinh sách gì chúng ta đọc tụng, may mắn là ngày nay đã được quý hòa thượng dịch Việt nghĩa, Việt hóa nó hết rồi. Cho nên mình tụng, mình hiểu được như vậy. Và những buổi pháp thoại này là giúp cho mình hiểu thêm về cái câu kinh mình đang tụng. Cho nên tôi không dám nói những cái gì cao siêu khác, mà nói những cái mà chúng ta đang thực tập. Bản thân tôi cũng đang thực tập. Vì vậy hôm nay muốn đưa ra cái câu của Tổ Huệ Đăng, nói là giải trược, giải phiền, giải tận trần lao, quy giác ngạn, thoát danh, thoát lợi, thoát ly vọng tưởng, chứng niết bàn. Niết bàn là sự vắng lặng, là một cái trạng thái, một cái cảnh giới vắng lặng, trong đó không hề có một cái ý niệm gì xuất hiện, dù ý niệm đó là thánh, dù ý niệm đó là tịnh hay là nhiễm hay là phàm. Đó là một bản thể vắng lặng, giống như bầu trời trong vắt, không hề có một cái hiện tượng, một cái áng mây, dù là áng mây vàng hay là áng mây đen xuất hiện. Nó là một bản thể thanh tịnh. Khi mình thoát được những cái vọng tưởng, tức là những ý nghĩ điên đảo, những ý nghĩ ngược ngạo, những cái ý niệm sai trái, cái thấy lệch lạc, thoát được những cái đó, mở hết ra những cái vất vả mệt nhọc bởi cái kiếp trần nó đeo đuổi, tháo gỡ hết những cái ô trọc, những cái vẩn đục ở lời nói, hành động và ý nghĩ, không còn bị những cái tiếng khen, cái danh, cái lợi hảo huyền nó lôi kéo, thì mình sẽ đạt được niết bàn. Niết bàn ngay trong cái cuộc sống này, đó là cái tâm bình yên, không còn bị vọng động theo cái gì cả. Hiện tại mình tìm thấy được cái sự bình yên đó là mình đã dần dần bước vào cảnh giới niết bàn hữu dư, tức là còn mang cái thân nghiệp báo này, nhưng mình cũng tìm thấy được cái sự bình yên. Giải thoát ngay trong cách sống, lời nói, hành động và ý nghĩ, sinh hoạt hàng ngày, mình không bị buộc, bị trói nữa rồi, thì ngày mai, tương lai, mình nhất định sẽ có giải thoát. Chứ không phải giải thoát là khi nào lên bàn thờ ngồi,
mới là giải thoát đâu. Cho nên cái lời chúc tụng, cái lời mong ước, cái lời cầu nguyện giải thoát là những điều mà mình có thể tiếp chạm được ngay bây giờ, tiếp xúc được với nó ngay phút giây hiện tại này. Trên tinh thần tu học và chia sẻ lại những cái thấy, cái nghe đến với quý Phật tử, và chỉ có một mong ước là làm sao để chúng ta hiểu đúng nghĩa, nhìn được trong từng phút giây hiện tại mình là ai, mình đang buộc hay mình đang mở. Được như vậy thì mình sẽ có rất nhiều hạnh phúc, và hạnh phúc chính là cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Cầu Đức Phật gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe, luôn được an lạc trong chánh pháp. Xin cung thỉnh đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.